Ngôi nhà trong phố với thiết kế đơn giản, không cầu kỳ, nhưng ưu tiên cho mảnh sân và góc vườn nho nhỏ. Ngôi nhà dường như tiết chế lại với 70m², làm 2 tầng, không cầu kỳ với các cái đường nét rườm rà mà ưu tiên cho mảng và khối với độ sắc nét chỉnh chu, mức độ hoàn thiện cao, làm lên một ngôi nhà trong phố với tỷ lệ vừa phải, đủ sinh hoạt cho một gia đình nhỏ.